Thay mặt toàn ban Việt ngữ, Minh Khoa xin kính chào quý khán thính giả. Sau đây là phần điểm tin trong ngày của Đài Á Châu Tự Do, tối ngày thứ Năm, 16 tháng 5 năm 2019. Thưa quý vị, Hội nghị Trung ương 10 Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc tại Hà Nội hôm ngày 16 tháng 5 và ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước, phát biểu khai mạc hội nghị. Đây là lần thứ ba xuất hiện liên tục của người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam sau kỳ làm việc tại Kiên Giang hôm ngày 13 và ngày 14 tháng 4 vừa qua. Suốt một tháng vắng mặt của ông Nguyễn Phú Trọng, nhiều tin đồn được loan đi về tình hình sức khỏe của ông. Tại cuộc họp của bốn lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam hôm ngày 14 tháng 5, ông Nguyễn Phú Trọng chính thức cho biết Hội nghị Trung ương 10 diễn ra từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 5. Vào ngày 15 tháng 5, ông này cũng chủ trì một cuộc họp của Bộ Chính trị. Tại Hội nghị Trung ương 10, ông Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn khai mạc, nhưng phân công ông Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc điều hành phiên khai mạc. Hội nghị Trung ương 10 hay còn gọi là Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12 được cho biết tập trung bàn thảo về đề cương các văn kiện trình đại hội lần thứ 13, chuẩn bị cho việc chỉ đạo tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tư lệnh Hải quân Hoa Kỳ, Đô đốc John Richardson cho biết phía Mỹ đang làm việc với chính phủ Việt Nam về chuyến thăm thứ hai của tàu sân bay Mỹ và ông hy vọng chuyến thăm sẽ sớm diễn ra. Đô đốc Richardson trả lời các phóng viên quốc tế như trên hôm ngày 16 tháng 5. Tuy nhiên, ông không nói cụ thể thời điểm và tên của tàu sân bay nào vì còn quá sớm để đề cập những thông tin này. Về cuộc tập trận chung sắp tới cùng các nước ASEAN, Đô đốc Richardson khẳng định hoạt động đó có ý nghĩa rất quan trọng đối với Mỹ bởi sự kiện này cho phép các nước phối hợp trong khía cạnh vận hành chiến dịch. ASEAN luôn là một phần quan trọng trong nỗ lực đảm bảo hòa bình và ổn định tại khu vực. Ông cũng cho biết còn quá sớm để công bố thời điểm tổ chức cuộc tập trận cũng như các lực lượng sẽ tham gia. Hồi tháng 10 năm 2018, bên lề hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và các nước ASEAN đã thống nhất diễn tập hàng hải trong năm 2019. Thưa quý vị, Việt Nam yêu cầu các cơ quan chức năng Malaysia đối xử nhân đạo với 29 ngư dân Việt Nam bị bắt vào thứ Bảy vừa qua ngoài khơi thành phố Kuching, bang Sarawak của Malaysia. Phiên bản tiếng Anh mạng báo VN Express loan tin vào ngày 16 tháng 5 dẫn nguồn từ thông cáo của Đại sứ quán Việt Nam tại Kuala Lumpur như vừa nêu. Theo đó, thì số 29 ngư dân Việt Nam bị lực lượng chấp pháp hàng hải của Malaysia bắt hôm ngày 11 tháng 5 trong tình trạng ổn định. Phía Malaysia tiến hành công tác điều tra và sẽ đưa những người ra tòa theo luật pháp của nước này. Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia sẽ tiếp tục theo dõi vụ việc và phối hợp cùng các cơ quan hữu quan để có những biện pháp cần thiết và kịp thời nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của những ngư dân Việt Nam. Cơ quan chấp pháp hàng hải Malaysia cho biết những ngư dân Việt Nam bị bắt không có thể trình ra bất cứ giấy tờ gì. Số ngư dân đi trên 2 tàu cá và phía Malaysia tịch thu 3 tấn cá cùng ngư cụ trị giá 480.000 đô la Mỹ. Cho đến nay, vẫn chưa có thông tin về ngày xét xử số ngư dân mới bị Malaysia bắt giữ như vừa nêu. Thưa quý vị, hơn 8,3 tấn vảy TT vừa bị đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc bắt giữ tại Hải Phòng. Tổng cục Hải quan công bố thông tin vừa nói hôm ngày 15 tháng 5 và cho biết đây là vụ buôn lậu vảy TT lớn nhất từ trước đến nay. Tin cho biết lô hàng vảy TT vừa nêu được vận chuyển trên một chuyến tàu từ châu Phi về cảng VIP Green ở Hải Phòng từ ngày 22 tháng 3. Doanh nghiệp đứng tên nhận hàng trên vận đơn là công ty trách nhiệm hữu hạn giao nhận quốc tế Hòa Bình có trụ sở tại Hà Nội. Lô hàng gồm 311 bao chứa vảy TT này với tổng lượng hơn 8,3 tấn, được đóng trong container dài 20 feet, bên ngoài được ngụy trang bằng 120 bao chứa hạt mùn. Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc đội 1, Cục điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan cho biết đang tiếp tục điều tra xác minh vụ việc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi phần điểm tin của chúng tôi hôm nay. Quý vị cũng có thể xem lại toàn bộ bản tin chi tiết tổng hợp hôm nay bằng cách truy cập vào YouTube RFA Tiếng Việt. Hẹn gặp lại quý vị vào bản tin tối ngày mai. Mến chào và hẹn gặp lại.